36. Ta Trạch Thủy dạng năm trước, Lạc Ninh dạng năm sau, nguyện lấy thân phận yêu hậu tộc Ký Thủy, tha thứ cho mọi thần dân tộc Ký Thủy, cũng tha thứ cho A Phụ của dạng năm sau. Lạc Ninh, Lạc Ninh, Lạc Ninh, ta rất muốn khiến ngươi định mạng cho Lạc Ninh. Dù ngươi có chết cả nghìn vạn lần cũng không thể chuộc hết tội. Lý do duy nhất khiến ta không giết ngươi là vì Lạc Ninh đã tha thứ cho ngươi. Nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Lạc Ninh, tỷ nói xem, ta đưa dâu kiểu gì thế nhỉ? Nếu bị cướp dâu thì cũng đành, cùng lắm thì mình cướp lại. Nhưng tại sao đến mạng cũng chẳng còn? Khi trước bảo thành thân với Yêu Quân, ta đã thấy không ổn rồi. Nhưng có thế nào ta cũng không ngờ Lạc Ninh và A Phù Quân lại... Kể ra cũng kỳ lạ, A Phù Quân không phải Yêu Dương, sao có thể ở bên Lạc Ninh mà vẫn giải lời nguyền được? A Phù Quân có sức mạnh Yêu Dương, chính là Yêu Dương mà năm xưa có ân oán với Trạch Thủy. Nhưng điều kỳ lạ bây giờ là Lạc Ninh qua đời mà chẳng để lại tiên nguyên, liệu có rơi ở nơi nào đó không? Mang theo di nguyện cuối cùng trước khi chết của muội ấy đi đâu đó? Không thể nào. Với tu vi của Lạc ca, không thể có chuyện không tìm thấy tiên nguyên được. Lạc ca chỉ có một muội muội là cô ấy, ai mà không buồn chứ? Ta nghe nói lão tiên ông cũng đau lòng tới mức mấy ngày rồi không ra ngoài. Người mau xem này, đây là nước mộc lan con cất công điều chế, có thể giảm phong hàn, thông mũi. Chẳng phải dạo này người lo lắng chuyện ca ca của con mà phong nhiệt tích phổi, còn bị nghẹt mũi sao? Đây là con điều phối riêng cho người đó, có phải con hiếu thảo lắm không?
đã bảo không cho con thành thân, mà con cứ cố thành thân. Nếu đã vậy thì để nam nhân mà con yêu chết theo con đi, đúng lúc cũng làm cho ta chút chuyện, được không? Lạc Ninh vì người trong tộc, vì đệ mà nguyện hy sinh bản thân, do lẽ vì chấp niệm của đệ dẫn đến tà khí, khiến Lạc Ninh chết thảm dưới lưỡi đao. Tuy là ca tha cho đệ, nhưng ta không thể cứ thế bỏ qua được. Chờ đệ khỏe lên, ta sẽ cùng đệ đến tiên cư tạ tội, dù phải chịu hình phạt thế nào cũng không quá. A Phù, ta đã trừ tà khí cho đệ rồi, nhưng ta phải nhắc đệ tuyệt đối không được tiếp xúc với tà vật, với bia thứ quý nữa. Lời nguyền đã được giải rồi, ta nợ Lạc Ca, Lạc Ninh cả một đời. Ta không thể làm chuyện có lỗi với họ nữa. Ca ca, đệ còn muốn nói gì nữa? Thực sự chưa tìm thấy tiên nguyên của Lạc Ninh ư? Chưa. Suy cho cùng thì Lạc Ninh chết cũng vì hôn sự của ta và cô ấy. Ta có lỗi với cô ấy, yêu khuyết càng có lỗi với cô ấy. Còn ta nữa, là ta đã hại nàng ấy. Dù ta có chết trăm ngàn lần cũng không đủ. Đệ đã phạm phải tội lỗi tại trời, sống hay chết phải do Lạc Ca và tiên cư quyết định. Ta sẽ tiếp tục tìm tiên nguyên của cô ấy ở Đại Quan, và cả yêu khuyết nơi cô ấy gặp chuyện. Nếu thực sự tìm thấy, cũng coi như có thứ để tưởng niệm. Chăm sóc tốt cho đệ ấy, nhưng không được mở khóa cho đệ ấy. Tăng cường canh gác, kiểm tra kết giới mỗi ngày 3 lần. Vâng. Si tình ăn sâu vào cốt tủy, nếu gặp được thì không biết là may mắn hay bất hạnh. Nếu gặp được thì may mắn, nhưng nếu kết cục cuối cùng là bất hạnh thì sao? Chỉ cần là lựa chọn của mình thì bất kể kết cục là tốt hay xấu, ta cũng sẽ không oán, không hối hận. Dù biết kết cục sẽ như vậy, Lạc Ninh vẫn tha thứ cho A Phù. Như dạng năm trước, Trạch Thủy vẫn kiên quyết yêu Yêu Dương. Mộ chỉ muốn ca ca biết, mộ nhất định phải trở thành yêu hậu, phải gả cho Khana. Mộ hứa, mộ sẽ sống hạnh phúc vui vẻ. Ca ca, Lạc Ninh, tha cho hắn đi.
Lạc Ninh, Lạc Ninh, Lạc Ninh, Lạc Ninh. Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai rồi. Ta không nên cản muội ấy làm điều mình muốn làm, mà nên để muội ấy sống theo cách mình muốn. Muội rất thích ca ca tốt với muội nhất. Sớm biết sẽ như vậy, ta sẽ không bắt ép muội ấy chép kinh thư gì nữa, để muội ấy tự do ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Có lẽ sẽ không có kết quả như thế này. Lạc Ninh cũng giống như Trạch Thủy, đều cố chấp với tình yêu. Có lẽ người mà họ yêu là kiếp số đã định sẵn trong số mệnh của họ, không trốn được, cũng không tránh được. Nhưng si tình chung thủy, không quán, không hối hận. Đúng vậy. Dù người mùi ấy gặp phải là A Phù Quân, dù cuối cùng mùi ấy quên đi tất cả, cuối cùng vẫn chỉ còn lại tha thứ và khoan dung, không có chút oán trách và hối hận nào. Nhưng ta vẫn nhớ, ta vẫn luôn muốn Lạc Ninh giải lời nguyền vì một người. Người đó là chàng sao? Liệu sao? Thời gian này Lạc Ninh ra đi, mày có muội luôn ở bên cạnh, khiến ta không đến mức đắm chìm. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không được buông tay, cũng không được bỏ cuộc. Lạc Ninh, nàng còn cần gì nữa? Ta đi tìm cho nàng. Ta không cần gì hết, ta chỉ quay lại thăm chàng thôi. Sau đó ta phải đi rồi. Nàng phải đi sao? Nàng đi đâu? Đến một nơi rất lạnh, rất tối, nhưng ca ca ở đó, ta không sợ đâu. Thế nàng đưa ta đi theo với. Ta không thể dẫn chàng theo được, nhưng mà chàng có thể tới tìm ta. Chàng nhất định phải nhớ đến tìm ta đấy. Mấy loại nước hoa này ta cũng mang theo vậy. Chỗ đó thực sự rất nhạt nhẽo, vậy nên chàng nhất định phải đến. Ta sẽ đợi chàng. Lạc Ninh, đã mang hết đồ của Lạc Ninh đi rồi. Chẳng lẽ là Lạc Ninh thật ư? Không đúng, Lạc Ninh đã chết rồi. Hơn nữa là bị mình tự tay giết chết. Không sai, chính là ngươi đã giết chết Lạc Ninh. Lão già kia chính là ông. Chính ông hại ta với ca ca có xung đột, chính ông hại ta có mâu thuẫn với Tiên Cư, nên mới hại Lạc Ninh chết oan.
A phụ quân, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Chẳng lẽ là ta bảo ngươi đi cướp dâu, ta bảo ngươi cho Lạc Ninh uống lễ phượng hoàng, hay là ta bảo ngươi bố trí bẫy đập ở sa mạc, khiến cả huynh trưởng và người trong lòng ngươi dướng vào đó? Là ta, nhưng cũng không thể nói chắc chắn thấy được. Ngươi vẫn có cơ hội. Không thể nào. Lạc Ninh đã chết rồi, nãy sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng tiên nguyên của nó và tiên nguyên của Trạch Thủy là một thể. Chẳng qua người ở dưới kia đã âm thầm giấu dưới bia tứ quý. Ông nói gì? Tiên nguyên giấu dưới bia tứ quý bị phong ấn bởi nhiều tầng kết giới, tất nhiên cả Lạc Ca cũng không phát hiện được. Bổ bia tứ quý ra, thả hắn ra thăng thần, khi đó thần lực quán cũng không khó để cứu sống Lạc Ninh. Thật sự có thể cứu được Lạc Ninh sao? Đầu tiên ngươi phải giúp người đó thăng thần. Ta phải đến một nơi rất lạnh, rất tối. Một nơi rất lạnh, rất tối chính là dưới bia tứ quý. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nó ra? Rốt cuộc ông là ai? Không sai, là ông. Ta có thể giúp người cứu Lạc Ninh. Người có muốn cứu không? Có muốn tự do không? Có muốn Lạc Ninh sống lại không? Lạc Ninh, chỉ cần ngươi nghe lệnh ta, phục tùng ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh lật đổ tam giới. Không những có thể hồi sinh Lạc Ninh, mà còn cả con của các ngươi. Tôi tớ phải có dáng vẻ của tôi tớ. Tiên nguyên của Lạc Ninh ở dưới bia tứ quý. Bổ bia tứ quý, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh nó. Phần lớn tộc nhân trẻ tuổi đã di cư lên đất liền. Với tu vi của họ cộng thêm quy danh quân thượng xây dựng bao nhiêu năm nay, thì muốn gây dựng nên sự nghiệp không phải chuyện khó. Xem ra tộc Ký Thủy ta, à không, tộc Diệu Âm ta muốn lấy lại quy danh khi xưa là chuyện trong tầm tay. Quân thượng, quân thượng, bây giờ thế cục của tộc ta tốt lên, mong quân thượng giữ gìn sức khỏe. Trong trận chiến Đại Quang lúc trước, nội tạng của ngài bị thương rất nặng, lại gồng mình xóa bỏ tà khí cho A Phù tướng quân. Toàn là nhờ sức mạnh thủy nguyên mới kéo dài được đến nay. Cũng nên nghỉ ngơi một thời gian rồi. Ta biết. Đợi ta dẫn A Phù lên tiên cư tạ tội đã. Nếu không làm những chuyện này, ta thực sự không thể yên tâm. A Phù, A Phù, A Phù, A Phù, để sao vậy A Phù, A Phù, A Phù, chuyện gì thế này? Vậy mà lại có tà khí
hoàn cùng linh mạch của đệ hoàn toàn không thể xóa bỏ. Bởi vì ta tự nguyện để hắn khống chế linh mạch của mình, mà điều ta đổi lại là ta có thể mượn một phần sức mạnh thượng thần của hắn. Để nói cái gì? Nhưng muốn đối phó với Lạc Ca và cả tiên cư thì còn kém nhiều lắm. A Phù, để biết mình đang làm gì không? Ta rất rõ mình muốn làm gì. Cái ta muốn là sức mạnh của huynh. Chẳng lẽ đệ đã quên Lạc Ninh chết vì cái gì ư? Chính vì không quên được nàng ấy chết thế nào, ta nhất định phải tìm ra nàng ấy. A Phù, Lạc Ninh đã chết rồi, không thể sống lại được đâu. Nàng ấy chưa chết, đừng sai càng thêm sai nữa. Nàng ấy chưa chết, nàng ấy chưa chết. Chỉ cần lấy được tiên nguyên của nàng ấy là nàng ấy có thể sống lại. Hôm qua ta còn mơ thấy nàng ấy. Nàng ấy nói với ta rằng mình đang bị giam với Bia Tứ Quý, nơi ấy vừa tối tăm như lạnh lẽo, chờ ta đến đón nàng ấy. Vậy nên ta nhất định phải phá vỡ Bia Tứ Quý. Ta phải cứu nàng ấy ra. Để đừng vì bản thân mà để tam giới vào nguy hiểm nữa. Huynh trưởng, giờ đây ta đã chẳng thể quan tâm nhiều vậy nữa. Lần này ta chỉ muốn cứu Lạc Ninh. Cứu Lạc Ninh và đứa con của ta với nàng ấy nữa. Vốn dĩ vài tháng nữa thôi sẽ có một đứa bé đáng yêu chào đời. Thứ ta cần cũng chỉ vậy mà thôi. Ca ca vẫn luôn thương ta. Tin ta là lần này huynh cũng sẽ thỏa mãn ta thôi. Ta phải mượn thủy nguyên của huynh mới có đủ sức mạnh phá vỡ Biên Tứ Quý. A Phụ, đệ sẽ hối hận. Huynh trưởng, huynh từng giành lấy cả yêu giới này để đổi lấy tự do của ta, mà giờ đây ta phải dùng thủy nguyên của huynh trưởng cho ta cứu Lạc Ninh ra, sẽ tùy huynh xử trí. Dù có bị băm dặm thành từng mảnh, huynh trưởng, ta xin lỗi. A Phù,
Ta nhìn rõ rồi. Quan sát cách phong ấn Diệu Linh nhiều lần đến vậy, cuối cùng đã nhìn rõ rồi. Ta đã học được cách phong ấn của Diệu Linh. Chỉ là rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Diệu Linh thượng thần đau lòng đến vậy? Nguyệt Quang thượng thần, Lạc ca, liệu sao? Chuyện mà Miện Luân nói với muội, thực ra ta cũng từng nghe nói rồi. Vậy nên hai thần Nhật Nguyệt thực sự không hợp nhau à? Thực ra Diệu Linh và Nguyệt Quang từng yêu nhau sâu đậm. Bọn họ lần lượt quản lý Nhật Nguyệt, vốn không nên gặp nhau, nhưng họ lại gặp nhau lần đầu tại Mê Động Âm Dương. Từ đó phải lòng nhau. Nhưng sau khi hai người yêu nhau, nhật thực xảy ra, khiến thiên tượng xuất hiện bất thường, tam giới hỗn loạn. Vì chúng sinh, hai người đành phải xa nhau và bế quan riêng biệt. Nếu đã xa nhau rồi thì tại sao còn những chuyện kia nữa? Khi hai thần bế quan cũng là lúc yêu dương chết vì trạch thủy tiên tử. Cả tiên giới và chúng yêu đều không chủ, dục vọng và chấp niệm của nhân gian trở nên nhiều hơn, tích tụ trong đất trời, trở thành tà khí vô cùng mạnh, hành hạ sinh linh, sát hại dân chúng, khiến tam giới không ngừng rung chuyển. Diệu Linh biết chuyện, quyết tâm liều một trận sống còn với tà khí. Nguyệt Quang không nỡ để Diệu Linh làm vậy, nên hút hết tà khí vào cơ thể của mình để cứu Diệu Linh. Dùng cơ thể mình phong ấn, dùng cơ thể của chính mình để phong ấn ư? Vậy tại sao Diệu Linh còn muốn giết hắn? Vì Nguyệt Quang thượng thần hút quá nhiều tà khí, nên cuối cùng lại bị tà khí khống chế, không còn như trước nữa. Vì tam giới, Diệu Linh không thể không giết người mình yêu. Ngươi không phải huynh ấy, ta chính là hắn. Nếu cô không tin thì có thể tự xem. Một người thương xót trời xanh, một kẻ gây họa tam giới, ngươi đã không còn là huynh ấy nữa. Nhát kiếm mà Diệu Linh dồn hết toàn lực vào, bổ trái tim Nguyệt Quang thượng thần thành hai nửa, nửa bị tà khí giấy bẩn, bị trấn áp với bia tứ quý, mà nửa còn lại ở đây. Ta thường hay lo lắng, ta và tà vật mỗi bên có nửa trái tim của Nguyệt thần. Nếu có một ngày ta cũng bị tà vật khống chế như Nguyệt thần thì sao? Huynh không giống hắn,
huynh không phải tà vật đó, cũng không phải nguyệt thần, mà là Lạc Ca. Sẽ không bị tà khí nuốt chửng như hắn đâu. Ta chỉ sợ không bảo vệ được tam giới, không bảo vệ được muội. Nếu thực sự sẽ có ngày đó, vậy thì để ta bảo vệ huynh đi. Nếu muội là Diệu Linh Thượng Thần, muội sẽ lựa chọn thế nào? Có lẽ sẽ lựa chọn giống vậy. Tuy cô ấy đã chém đôi trái tim người mình yêu, nhưng lại có thể đánh cho người thương bị tà vật kia lợi dụng. Đây cũng là một sự tôn trọng lớn nhất với một thượng thần rồi. Vì vết thương của huynh trưởng ta tái phát, không thể xử lý công việc, nên lệnh cho ta tạm thời thay vị trí yêu quân, thống lĩnh yêu tộc các nơi, chấn hưng uy danh của yêu giới ta. Các vị không ý kiến gì chứ? Vết thương của Bạch Y yêu quân tái phát, xin hỏi A Phù Quân, Bạch Y yêu quân bị thương nặng nhường nào mà muốn truyền ngôi dương cho đệ đệ luôn vậy? Đúng đấy, huynh đệ ta đồng lòng, ai làm yêu quân cũng như nhau. Nếu bảo bệnh của huynh trưởng nặng nhường nào thì cũng không phải nặng lắm, chỉ là cần tĩnh tâm điều dưỡng thôi. Chờ khi huynh ấy hồi phục, ta sẽ lập tức trả lại vị trí yêu quân cho huynh ấy. Đến lúc đó, ta vẫn sẽ là bề tôi, là đệ, mà huynh ấy vẫn là quân, là huynh. Nhưng người mà ban đầu bọn ta thần phục là Bạch Y yêu quân, chứ không phải A Phù quân ngươi. Đã thế thì chúng ta sẽ đợi Bạch Y yêu quân hồi phục sẽ lại đến bái kiến sao? Chúng ta đi, đi, đi. Sao trên người A Phù quân lại có sức mạnh thủy nguyên của quân thượng? Người không phục, ngươi nghĩ tu vi của ta không bằng huynh trưởng, không thể trấn áp yêu cảnh này đúng không? Không dám, không dám. Quân thượng, tu vi độc nhất vô nhị, còn hơn cả Bạch Y yêu quân, là lỗi của thuộc hạ, xin quân thượng tha mạng. Bây giờ cầu xin thì đã quá muộn. Còn ai không phục? Chúng thần tâm phục khẩu phục. Bái kiến dương, bái kiến quân thượng. Chúng thần tâm phục khẩu phục. Bái kiến dương, bái kiến quân thượng. Chúng thần tâm phục khẩu phục. Bái kiến dương, bái kiến quân thượng. Tất cả thống lĩnh thuộc hạ của mình sẵn sàng ra trận, chuẩn bị theo bổn quân đi làm một việc lớn. Đến lúc đó, cho dù là yêu cảnh, nhân giới hay tiên giới trên cao kia, tất cả đều sẽ bị bổn quân dẫm dưới chân. Chúng thần nguyện theo quân thượng chấn hưng yêu tộc ta. Chúng ta nguyện theo quân thượng chinh phạt tam giới, chấn hưng yêu tộc ta. Chinh phạt tam giới, chấn hưng yêu tộc ta. Chinh phạt tam giới, chấn hưng yêu tộc ta. Chấn hưng yêu tộc ta, chấn hưng yêu tộc ta. Chấn hưng yêu tộc ta, chấn hưng yêu tộc ta.
Phụ. Mấy năm nay ta đã quá dung túng cho đệ, không ngờ lại tạo thành quả lớn như thế. Lần này đệ nhất định phải trả giá. Cái gì? Kha Na truyền ngôi yêu quân cho A Phù quân rồi ư? Chứ gì nữa, tin tức đã lan khắp tam giới rồi. Kha Na cũng yêu thương đệ đệ hắn quá rồi. Cho dù có bị thương cũng phải nghĩ xem có thích hợp không chứ. Tên A Phù kia vừa nhìn đã thấy là kiểu không chịu an phận, giờ lại nắm quyền lớn trong tay, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Ngươi muốn ta bỏng chết à? Xin lỗi, xin lỗi. Ta thổi cho ngươi, ta thổi cho ngươi. Buổi đến rồi. Biết ta sắp đến nên đang chờ ta à? Đúng vậy. Yêu cảnh đột nhiên đổi chủ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên muội sẽ lo cho Kana. Huynh không lo cho huynh ấy à? Nếu không phải do đệ đệ của hắn thì sao Lạc Ninh lại chết ở yêu giới được? Ta không muốn gặp hắn. Nhưng huynh có không muốn gặp huynh ấy hơn nữa? Nếu huynh ấy thật sự xảy ra chuyện, huynh sẽ khoanh tay đứng nhìn thật ư? Kana không hề đề phòng đệ đệ của hắn, đúng là có thể sẽ bị ám hại. Nhưng có lẽ A Phù quân sẽ không làm ra chuyện giết huynh trưởng đâu. Lạc ca, ta muốn đến yêu khuyết một chuyến, xác nhận sự an toàn của Kana. Cũng được. Tu vi của muội tiến bộ cực nhanh, chắc không kém A Phù quân. Sau khi lẻn vào yêu khuyết, nhớ phải cẩn thận chút, thì an toàn rút lui không phải vấn đề gì. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hơn nữa ta có chuông giọng, nếu có chuyện gì sẽ kịp thời báo cho huynh. Ta đi đây. Quân thượng, quân thượng. Đại lão, có phải A Phù đã xóa ngôi yêu quân không?